Rồi sao? Có chuyện gì? Công chúa bong bóng lên pha xà phòng đi tắm mà cũng điện công chúa bong bóng ở đây vậy? Tao về nghĩa. Mày với ông xã của tao. Trời xíu, đợi xíu, đợi xíu. Để làm mí kìa. Xả vai liền. Quỷ. Rồi sao? Mày với bé Nghĩa có chuyện gì? Tao với Nghĩa hiện tại đang rất ổn. Thiệt hả? Một cái tát vô mặt mày được không? Chuyện có nhiêu đó thôi mà cũng điện công chúa bong bóng qua đây. Để xíu có điện thoại. Alo, alo, bạn nói gì ạ? À, cuộc điện thoại của bạn và công chúa bong bóng được sắp xếp vào một trong những cuộc trò chuyện nhảm nhí nhất. Sau này nếu như có muốn nói chuyện với công chúa bong bóng, vui lòng lựa chọn những nội dung hề hước hơn. Xin cảm ơn. Tiếp. Nói vậy thôi chứ cũng thấy mừng cho mày, vì đã để bản thân mình thư thả hơn. Nghĩa nói sẽ dẫn ta về ra mắt bố mẹ. Thì mày cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại đi. Chuyện sau này thì để sau này tính. Nhưng ta vẫn thấy lo lo sao ấy. Lo cái gì? Nghĩa vẫn chưa nói thích tao. Trời ơi là trời. Khổ con nương quá con nương ơi. Đâu có cần là phải anh yêu em yêu anh thì mới gọi là yêu đâu. Thì ta biết vậy, nhưng vẫn lo. Chắc do hạnh phúc quá. Chuyện